Hiền Đức Tăng Trang Nghiêm Phân Ban Tự Lập. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn Hiền Đức Tăng. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, cách đây hơn 2500 năm lịch sử, Đức Thế Tôn từ cung trời đâu xuất hiện thân là Thái tử Tất Đạt Ta, con của vua Tiền Phạn, mẹ là Hoàng hậu Maya, nước Ta Kỳ La về xứ Ấn Độ. Từ nhỏ, Ngài đã được sinh ra trong cung vàng điện ngọc, vừa đẹp con thơ. Thế nhưng, Ngài quán chiếu và thấy được rằng, có thể là vô thường, tạm bờ. Con người luôn bị đơn vây trong sinh lão bệnh tử mà không thể nào thoát ra khỏi được. Do vậy, Ngài đã quyết chí du thành xuất gia tầm đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, bại thất nghiêm minh thiền tòa, chứng thành đạo cả. Và từ đó, với bi nguyện độ sanh, Ngài đã du hành khắp nơi để thuyết pháp độ sinh. Từ lưu vực sông Hằng đã trải dài, và bây giờ nguồn giáo pháp an lạc của Ngài đã lan tỏa khắp trên mọi miền của năm châu bốn biển. Và hôm nay tại đạo tràng chùa Hăng Hoa Sen, chúng ta long trọng tổ chức đại lễ Phật đản tưởng niệm đến Ngài lần thứ 2559. Và bây giờ mười phương chư Phật đã quan giảng đạo tràng, chư Long Thiên đã từ bi chứng giám, tất cả quý vị khởi thân để niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, Đức Phật đã hiện hữu trên 2500 năm, giáo pháp của Ngài đã ban bố và rộng khắp năm châu bốn biển, đem lại nguồn an lạc cho tất cả những người thực hành theo con đường mà Ngài đã hướng dẫn. Hôm nay kỷ niệm lần 2559 Đức Phật đản sinh, để hiểu rõ về ý nghĩa của sự hiện hữu của Ngài và vai trò của người Phật tử chúng ta, chúng con chưa được kính mời Thượng tọa trụ trì đạo tràng Hoa Sen tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2559 thành tâm cung thỉnh. Diễn văn Phật đản Phật lịch 2559 dương lịch 2015. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, mùa Phật đản lại một lần nữa trở về với hàng triệu người con Phật. Giờ đây trên khắp toàn thế giới, mọi người Phật tử đang hân hoan chào đón ngày đản sanh của đấng từ phù Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa chung với niềm vui của nhân loại, hôm nay tại đạo tràng Hoa Sen, Phật tử chúng ta đang nghiêm trang cử hành buổi lễ kỷ niệm trọng đại này. Thay mặt chư tăng bổn từ, chúng tôi xin gửi đến quý liệt vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất.
Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này vì lợi ích cho chúng sanh, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt lành, vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và loài người. Đoàn kinh ngắn ngủi trên đây trong tập Nikaya đã tròn vẹn thể hiện lòng ngưỡng vọng, sự tôn kính và tán thán ngày đản sinh vi hàng của một con người. Con người đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cách đây hơn 2636 năm, tại thành Ca Tỳ La Vệ, xứ Nepal phía Bắc Ấn Độ, Đức Từ Phụ của chúng ta đã giáng trần, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tình thương và trí tuệ. Đức Từ Phụ thì hiện giữa cõi ta bà không ngoài mục đích nhằm đáp ứng những nguyện vọng thầm kín của nhân loại. Ngài đích thực là một con người, vì mẫu đời Ngài được kết tinh bởi những chất liệu của con người. Như chúng ta đã biết, Ngài là một vị hoàng tử của xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Những thú vui cuộc đời đâu phải Ngài không có, nào cung vàng điện ngọc, nào vợ đẹp con ngoan, nào cung phi mỹ nữ ca hát ngày đêm. Trong cảnh tưng bừng nhộn nhịp của chốn hoàng cung, Ngài không những không đắm mình trong lạc thú đó, mà còn sáng suốt để nhận thấy rằng đó không phải là đích thực của cuộc đời. Đích thực của cuộc đời là sinh già bệnh chết. Sự thật của cuộc đời là những đau khổ chồng chất lên khổ đau. Ngài nhận định rằng chừng nào con người còn đắm chìm trong lạc thú trần gian, thì chừng đó con người còn đóng vai kẻ lữ khách trong đêm trường dày đặc tâm tội. Trong cuộc sống xa hoa của chốn hoàng cung, Ngài đã thao thức dằn vặt, ưu tư được thân phần đau khổ gia diết phiền miên của kiếp người. Ngài đã nỗ lực quyết chí khám phá để vạch ra một hướng đi mới cho nhân loài. Rồi từ tình thương ấy, Ngài đã dạ từ lạc thú và ra đi, để hôm nay nhân loài có một kho tàng giáo lý vô tận làm hành trang trên lộ trình đi đến giác ngộ và giải thoát. Kính thưa quý liệt vị, qua lịch sử của Đức Phật, chúng ta thấy rằng Ngài đã đem ánh sáng trí tuệ và thể hiện tình thương trên mọi nẻo sống của kiếp người. Đời sống của Ngài là một biểu tượng của trí tuệ và tình thương vô hạn. Lời dạy của Ngài là ngọn gió lành thơm ngát hương hoa, bởi vì bản chất của Ngài vốn được nuôi dưỡng bằng chất liệu của từ bi và trí tuệ. Tinh thần từ bi rộng rãi như thế, cho nên đạo Phật được gọi là đạo của tình thương đích thực. Do đó, người con Phật luôn luôn phải tỉnh thức, dẹp sạch những vị kỷ nhỏ nhen để hòa mình trong đại thể, biết cảm thông nhau trong tinh thần xây dựng. Được vậy, cuộc sống mới có ý nghĩa, bản chất đích thực của con người mới thể hiện được dòng suối tình thương đối lại với oán thù, bất công và phi lý. Có như vậy, cuộc đời mới nở hoa hạnh phúc, thế giới hòa bình an lạc trong tình thương của đạo Phật. Hôm nay quy tụ về đây dưới hình ảnh tôn nghiêm của Đức Điều Ngự để kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài, Phật tử chúng ta hãy tự mình thắp đuốc trí tuệ lên mà đi, hãy tự chủ với lòng mình là đem ánh sáng từ bi vào lòng cuộc sống, ngọ hầu góp phần xoa dịu bao nỗi đau thương của trần thế. Nhân đây chúng ta cũng dâng lên Ngài những thành quả mà chư tăng và Phật tử đạo tràng Hoa Sen đã thực hiện được trong năm qua, với những chương trình từ thiện cho đồng bào nghèo ở Củ Chi,
lớp học tình thương khiếm thị và khuyết tật ở tại Bình Dương. Trong đó có những chương trình thiết thực như xây dựng 2 căn nhà tình thương cho những người nghèo với 1 căn nhà 40 triệu đồng. Có vậy, chúng ta đã thiết thực kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài, và chỉ như vậy chúng ta mới báo đáp được hồng ân cao cả của Ngài. Một lần nữa, nhân mùa Phật đản Phật lịch 2559, chúng tôi xin cầu nguyện cho nụ cười từ bi của Đức Phật luôn nở trên môi chúng ta, ánh sáng trí tuệ và tình thương của chánh pháp trang hòa trong đời sống để dẫn dắt chúng ta thoát khỏi sự đớn đau cùng cực của kiếp người và sự trầm luân của thế hệ hôm nay. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Tào Hà Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài đọa sen vàng nâng gót ngọc, 3000 thế giới đón Như Lai. Vừa rồi là diễn văn Phật đàn của Thượng Tọa Trụ Trì, tiếp theo là nghi thức cúng dường. Cúng tôn thành tông cung thịnh, chư tôn thiền đức tăng cung đổi tôn tượng Đức Phật sơ sinh. Xin mời tất cả quý vị Phật tử khởi thân, chắp tay ngang ngực hướng vọng về lễ đài, nơi bố trí tôn dung của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sơ sinh để niêm hương. Bạch Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm cung thịnh chư tôn đức, và xin mời tất cả quý liệt vị trong hương đó sống ngàn mười phương, nguyện nguyện tin đức niệm từ xin chứng tâm thần chúng con bần bần khói kết mây lần cũng dừa đạo nhiệm mâu đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý đều thoát luân hồi, đồng quy kinh quỳ dưới đại sen, dâng hoa thơm tình kia màu thắm tươi tần, đại quang minh sáng huy hoàng
Nam mô Đề Kiên Bồ Chỉ Tu Học Bậc Bền Xa Bể Khổ Lễ Đồng Quay Về Giác. Nam mô Hương Cùng Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cùng Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cùng Dường Bồ Tát Ma Tát. Chư Tôn Thiện Đức Tăng, đảnh lễ tôn dụng tôn dung Đức Phật đản sinh. Quý vị Phật tử tùy nghi đảnh lễ theo. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa tất cả quý vị Phật tử, khi Đức Phật thể hiện tại vườn Ngâm Tỳ Ni nước Ca Tỳ Ra về xứ Ấn Độ, chư thiên đã mưa hoa cúng dường, chỉ dòng phun nước để thể hiện lòng thành kính và cung đón Đức Phật đản sinh. Tại đào tràng hoa sen chiều hôm nay, để thể hiện lòng thành kính của người con Phật, cũng sẽ châm hương hoa lên cúng dường Đức Phật và tiếp mục dâng hoa cho các em Phật tử đào tràng hoa sen thực hiện bắt đầu. Mời quý vị Phật tử chúng ta ngồi xuống. Chào đón chư tôn về đây.
một tràng vỗ tay. Chúng con xin quy kính ngài, vì quý ngài là phước điền cho tất cả chúng sinh. Bản chất của cuộc đời là khổ, và Đức Phật sinh ra với một sứ mạng duy nhất, đó là chỉ cho chúng sanh nỗi khổ của cuộc đời và con đường để thoát ly nỗi khổ ấy. Và ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm ngài, cũng làm tôn vinh thành nguyện cao cả của ngài, và để thể hiện thành kính Đức Phật đản sinh, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức cung đối tôn dung của Đức Phật để xưng tạ và thực hiện nghi lễ. Nhất tâm đàn lễ Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hà Thị Hiền Đảng Sanh Buồn Sư Thích Ca Đề tử hôm nay gặp ngài Tấn Đàng Bồn Gia Vui Mừng Cúi Đầu Đảnh Lễ Thập Phương Thường chỉ xuân thần
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559, dương lịch 2015. Vào giờ này hàng trăm hàng triệu tín đồ Phật tử và chư tăng trên toàn thể thế giới đang hướng về ngày kỷ niệm trọng đại lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Các chùa của chúng ta
nhân ngày kỷ niệm Phật Đản, nhân ngày Đức Phật ra đời, đã tổ chức lễ tắm Phật để gieo trồng hạt giống thiện căn và gieo trồng phước đức để tăng trưởng trí tuệ và thọ mạng của đời sống chúng ta. Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật Đản hàng năm. Trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau, nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu ở tại đất nước Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa, và ngày nay được duy trì trong hầu hết các cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên thế giới, như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tri ân, tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự hiện, sự xuất hiện của đấng giác ngộ trên cuộc đời này. Chúng ta biết rằng nguồn gốc của lễ tắm Phật xuất phát từ sự kiện đản sinh của Thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni ở đất nước Nepal. Các bản kinh thuộc hai truyền thống Nam và Bắc truyền đều ghi lại rằng khi hoàng hậu Maya đản sinh dưới tàng cây vô ưu, thì từ trên không trung có hai dòng nước của chư thiên, một dòng nước ấm và một dòng nước mát, tưới xuống để tắm cho hoàng hậu và thái tử trong lúc đản sinh. Và trong kinh Phổ Diệu cũng có ghi lại rằng lúc ấy từ trên hư không có 9 con rồng phun nước và để tắm rồi cho thái tử trong khi thái tử vừa mới xuất hiện ở trần gian. Cho nên có câu 9 rồng phun nước 7 bước xưng tôn là vậy. Khi có con 9 con rồng phun nước thì Đức Phật đã đi 7 bước và có 7 đóa sen thanh tịnh nở ở dưới chân ngài, và ngài bước đi 7 bước khoan thai nhẹ nhàng thanh thản của một bậc thánh xuất hiện ở trên thế gian này. Theo kinh Quá Khứ và Hiện Tại Nhân Quả thì khi thái tử ra đời cũng có 4 vị thiên vương dùng vải quý ở cõi trời để nâng thái tử, và Thích Đề Hoàn Nhơn mang lòng báu cùng Đài Phạm Thiên đứng hai đầu. Lúc đó có 2 vị Long Vương là Nan Đà và Ưu Ba Nan Đà từ trên hư không phun xuống 2 dòng nước, một ấm một mát, để tắm gội cho thái tử. Có lẽ chính sự cung kính của chư thiên đối với sự kiện đản sinh của thái tử được mô tả trong đoạn kinh này, cho nên đã tạo ra một nguồn cảm hứng về sau. Tất cả các chùa thì nhân cái mùa đản sinh, nhân mùa Phật Đản, thì các chùa đã tổ chức trang trí lễ đài trong trang nghiêm trọng thể để tắm Phật. Và tắm Phật ở đây cũng có ý nghĩa là tắm lại cái bản thân mình, nhìn lại bản thân mình. Mình đang còn tham lam, đang còn sân hận, đang còn si mê, đang còn ái dục, đang còn ganh tỳ, đang còn khổ đau và đang còn phiền não ở trên thế gian này. Cho nên khi tắm Phật, quý vị phải quán tưởng tắm Phật tức là tắm chính bản thân chúng ta, tắm gội bản thân mình, nhìn lại bản thân mình để mình gội rửa thân tâm bản thân mình cho trong sạch. Chính sự tắm Phật này mới có thể dâng lên cúng dường đảnh lễ Đức Thế Tôn trong ngày trọng đài đản sinh. Vì vậy hôm nay tại đạo bàn Hoa Sen chúng ta cũng tổ chức lễ tắm Phật, và quý vị đã thấy thầy đã trang trí trong một cái bồn nước
rải những bông hoa thơm ngát. Và trên bồn nước đó một tường sâu sân, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, để chúng ta thấy được rằng Đức Phật là có một không ai trên thế giới đã xuất hiện. Và nhân ngày kỷ niệm trọng đại của Ngài thì chúng ta tắm Phật để nhớ lại tri ân Ngài đã cho chúng ta một cái đạo đức, một suối nguồn từ bi, một trí tuệ vô biên. Chính vì vậy, trong lúc làm lễ tắm Phật thì Thầy hướng dẫn cho quý vị, thứ nhất là cung thỉnh chư tôn đức tắm Phật trước. Và mỗi người như vậy, chúng ta chỉ tắm gội hai lần. Thầy đã bỏ những cái gạo dừa như vậy, và nước ở trong đây là Thầy dùng những cái nước chai thân thiết đổ vào trong này để tắm Phật. Và khi chư tăng tắm Phật rồi thì lần lượt quý vị chúng ta từ hàng một tắm xong đến tiếp tục hàng thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiên thượng thiên hạ vi ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư nghiêm tận hỷ. Đó là bài kệ mà Đức Bổn Sư lúc thể hiện một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và sướng lên như thế. Con nay tâm gọi chữ như lai tâm đức trang nghiêm tình đi đầy nguyện cho chúng sanh lìa năm trường mau chứng như lai tình phản thân giới định tuệ năm phần hướng bảo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lòng thành con thân nguyện Nam mô.
chùa Hương. Vâng, các em rất là xinh, rất là đáng yêu. Và tiếp theo chương trình sẽ là nhạc phẩm Chắp Tay Niệm Phật do Phật tử Hoàng Hải trình bày. Trở về bờ giác an vui.
giản đơn thôi người đừng đánh mất. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Ni Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thánh cao giặt rào mưa pháp, sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi giúp tan não phiền, xa néo mê dành lời sắc tài. Làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui. 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 Giới hương định hương dự hệ hương, giải thoát tri tiếng hương. Quang minh vâng đại biện pháp giới, cung dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, nam mô hương cung dường Bồ Tát, nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay là ngày rằm tháng tư năm Mất Mùi, nhân ngày đàn sinh của Đấng Từ Phụ. Chúng con quy tụ về dưới Phật Đài, quy mạng thành tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn. Chúng con xin phát nguyện sám hối cầu an gia đạo, đồng thời phát tâm phóng sanh loài nguyện cho chúng sanh thoát khỏi cận thành lão. Chúng con xin nguyện hồi hướng công đức này lên ngôi Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tùy Từ Gia Hộ, cho hiện tiền đệ tử chúng con cùng thành bằng quyền thuộc. Nương nhờ công đức phóng sanh này mà tôi diệt phước sanh căn lành tăng trưởng, nghiệp chướng bảo chướng sợ tri chướng tận tiêu trừ, tai qua nạn khỏi gia đình phương thải mang bình an. Sợ nguyện sợ cầu giai thành cầu. Chúng con cùng xin hồi hướng công đức này, xin nguyện cầu cho tất cả chư hương linh, tự huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, cùng chữ vì hương linh hữu danh vô vì hữu vì vô danh,
các sản nàng thái nhi không đủ phước duyên sinh ra giữa cõi đời này. Tất cả đều nương nhờ công đức này trong ngày Phật đản, mà phiền não đoạn diệt, chướng tiêu trừ, tộc xả mê đồ, siêu quy tịnh độ. Hộ nguyện anh sư ân dục phù mẫu, tinh thần đàn na tịnh thị công phu công quả, tăng ít phước điền pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma. Dương a chi a tình a thủy a biên a sai a tam a thiên a thần a không a ba đơn a lời a nhân a thiên a tha pha giới a quang a tăng a diêm a diệt a tội a tiêu a.
thế giới A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Văn Thù Như Lai Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Tượng Phật Bồ Tát. Kỳ giải nghiệp mà hậu tên chúng sanh nhiều tốt nghiệp mà hữu tình. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng tình nhiều phước ít thì làm loài bàng sanh, cho nên biết các ngươi xưa vì ám thể ngu si không tu chánh niệm, nên nay mang lông đeo sừng chịu thân hèn nhược, bởi dưới nước ẩn trong lùm cây, bay trên hư không biết bao thương khổ. Phật mắc lưỡi câu hầm hổ, nào lưỡi, nào nôm, nào bẫy, nào bẳng, màng phạt thớt dao, hồn theo khói bếp. May gặp thủy chủ chuộc thân cho ngươi, đem về khẩn lành, vàng phần chắc chết, nay được sống sót. Nguyện cầu hiền thần khai tận linh thông, các ngươi một niềm tâm thành, hướng về mười phương chư Phật, nhất tâm quy y Tam Bảo, phát tâm sám hối. Chúng sanh vốn tạo bao ác nghiệp mà đều do vô thị tâm sanh thế, từ thân biển ý mà sanh ra. Hết thầy chúng sanh xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Tâm sông mê tội tâm chẳng biết tu trì, gây bao tội ác lại về lên mang. Trong ba ngày nhiều nhiều đau khổ, lòng vẫy chẳng có đỡ được đâu. Dù là bay trước lần sau, nơi bay lên mặt người cầu tha mồi. Pháp quy tăng chúng sanh quy Phật chúng sanh quy. Sanh trong hoa sen vào đất thôi địa hiện tiền, đại chúng vi chúng sanh dưới nước trên đất, tên hư không mà một lòng nhất tâm niệm Phật. Quý mạng lễ A Di Đà Phật. Phương Tây thế giới an lành đại
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật.